Hãy tưởng tượng bạn bước ra ngoài trong một ngày đông tuyết phủ đầy trời, gió rít lạnh căm. Cho dù có mặc áo choàng đến chân thì chưa chắc được bao lâu, bạn cũng sẽ cảm thấy lạnh cóng. Thế nhưng hãy nhìn vị hành giả này, ông ấy chỉ mặc một bộ đồ khá mỏng, còn cọc tay và đang ngồi bất động giữa gió tuyết không biết bao lâu rồi. Đây là hình ảnh người tu luyện thiền định trên dãy Himalaya, được lan truyền trên khắp thế giới gần đây, khiến nhiều người kinh ngạc. Video cho thấy vị hành giả đang ngồi yên, nhắm mắt, tuyết rơi đầy mặt đất và phủ trắng lên cơ thể. Râu tóc ông như một tác phẩm điêu khắc bằng tuyết, trong khi những cơn gió rét buốt vẫn không ngừng thổi. Đoạn video khiến cộng đồng mạng bàn luận xôn xao, thậm chí có người còn nghi ngờ nó làm bằng AI. Tuy nhiên, theo trang India Today, một tổ chức tâm linh ở bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, đã xác nhận cảnh tượng đó là sự thật. Họ cho biết, người thiền định trong video là hành giả yoga Satyen Ranath, một thành viên lâu năm của tổ chức này. Đoạn video do anh Rahul, đệ tử của ông Nath, ghi lại ở thung lũng Shara thuộc quận Kulu. Đầu tháng 2 năm 2024, hành giả Nath và các đệ tử đã đến thung lũng Shara trong một tháng. Khi nghe tin một cơn bão tuyết đang ập đến, các đệ tử vội chạy đến chỗ Nath để cảnh báo ông. Tuy nhiên, khi họ đến thì thấy ông đang thiền định trên núi tuyết. Vì vậy họ quyết định ghi lại khoảnh khắc này. Rahul cho biết, ông Nath đang trong trạng thái thiền định sâu ở nhiệt độ âm 55 độ và ông không cảm thấy khó chịu hay lạnh giá. Anh cũng nói rằng, thầy có khả năng kiểm soát nhiệt độ cơ thể và sự trao đổi chất thông qua sức mạnh yoga của mình. Nhóm cho biết, đây không phải lần đầu tiên, ông Nath đã nhiều lần thiền định trên núi tuyết cao trong hơn 20 năm qua. Không chỉ hành giả Nath, cũng ở bang Himachal Pradesh, từng có một vị tu sĩ nhiều năm sống trên vùng núi tuyết của rặng Himalaya. Nhưng điều đặc biệt là bà là một phụ nữ. Nữ tu sĩ 12 năm sống trên núi tuyết. Chọn cách ẩn tu trong một hang động hẻo lánh trên rặng núi tuyết phủ Himalaya. Ni sư Tenzin Bamo đã tu luyện tại đây trong suốt 12 năm. Sau khi vào động, cô tu hành nghiêm khắc mỗi ngày, thức dậy lúc 3 giờ sáng, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ngủ 3 tiếng và không nằm ngủ như người bình thường. Thay vào đó, cô ngồi trong tư thế thiền định. Ở đây, tuyết rơi từ 6 đến 8 tháng một năm, nhiệt độ thường xuống tới âm 30 độ. Mùa đông thời tiết còn khắc nghiệt hơn, nhiệt độ dưới thung lũng là âm 35 độ, còn nơi Tenzin ở lạnh hơn rất nhiều. Tuyết phủ dày đặc bao quanh hang động, Tenzin chỉ nhóm lửa một lần vào mỗi trưa để nấu ăn. Khi mặt trời lặn, trong hang hoàn toàn không có chút hơi ấm. Dưới cái lạnh chết người như vậy, làm thế nào mà cô có thể vượt qua được? Thế nhưng Tenzin lại nói điều này không quá khó khăn. Khi tập trung thiền định, tự nhiên cơ thể sẽ tỏa nhiệt và trở nên ấm áp. Ngoài cái lạnh cắt da cắt thịt, ở đây Nico còn phải đối mặt với thú hoang, khan hiếm thực phẩm và tuyết lở. Mùa hè thì còn có thể đi bộ ra suối lấy nước, nhưng mùa đông thì không ra ngoài hang được, phải nấu tuyết làm nước uống và sinh hoạt. Về thực phẩm, cô phải thu xếp nhận các thực phẩm khô và nguyên vật liệu ở dưới núi đem lên vào mỗi mùa hè. Thêm vào đó, cô tự trồng các loại rau ngay trước cửa hàng. Để ngăn thú rừng xâm nhập, cô dựng hàng rào xung quanh hang. Vào mùa hè, thỉnh thoảng cô vẫn thấy một hai người chăn cừu, nhưng hầu như cả năm ni sư toàn ở một mình. Có một lần vào tháng 3 năm 1979, một trận bão tuyết và tuyết lở kéo dài liên tục suốt một tuần đã làm hơn 200 người thiệt mạng. Ngày bão tuyết tan, ni sư ra cửa thì băng tuyết đã đóng kín cửa. Cô phát hiện bốn phía đã bị phong tỏa hoàn toàn, không có bất cứ một lối thoát nào. Trong hang hoàn toàn tối đen, nếu cứ tiếp tục như vậy, dưỡng khí bên trong sẽ rất nhanh cạn kiệt. Nếu đốt đèn thì nguồn oxy sẽ cạn kiệt nhanh hơn. Để thoát khỏi hang càng sớm càng tốt, cô đã tìm tất cả những thứ có thể sử dụng được trong hang và đào băng tuyết từng chút một. Trong quá trình từng chút đào bỏ băng tuyết, ni sư đã phải đối diện với cảnh giới sinh tử. Tuy nhiên trong giây phút đó, cô không hề cảm thấy sợ hãi. Cô đã tự hướng vào nội tâm, xét lại bản thân về những việc làm tốt, không tốt và quyết tâm loại bỏ những tư tưởng bất hảo còn sót lại của mình. Cuối cùng cô đã may mắn thoát ra ngoài. Dù đôi khi phải đối mặt những trận bão tuyết kinh hoàng, tuyết rơi nhấn chìm mọi thứ, ni sư vẫn nói rằng, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
dù chỉ một chút, và cuộc sống một mình của tôi rất hạnh phúc. Tenzin Bamo là ai? Và vì sao cô lại chọn cách tu luyện khắc khổ như vậy? Cô tên thật là Diane Berry, một phụ nữ người Anh. Từ nhỏ cô đã theo đuổi sự hoàn hảo và luôn tìm cách để đạt được nó. Cô đã hỏi rất nhiều người và câu trả lời của họ là muốn đạt được sự hoàn hảo thì bạn phải tốt và tử tế với người khác. Thế nhưng rất nhiều người mà Berry biết, họ tốt và tử tế nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Việc tìm kiếm sự hoàn hảo của Diane Berry đã đưa cô đến với Phật giáo Tây Tạng. Sau 6 năm học hỏi, cô tự tin mình có thể nhập thất dài hạn. Vì vậy, cô được hướng dẫn tới khu vực thung lũng Himalaya để thực hành pháp tu chuyên sâu hơn. Cuối cùng, cô đã tìm thấy một hang động thích hợp tại một nơi hẻo lánh ở độ cao 5.000m. Lần đầu tiên cô chuyển đến hang động này là năm 33 tuổi và bắt đầu trải qua 12 năm bế quan tu tập cho đến năm 45 tuổi. Một khóa tu tập lâu dài và khó khăn như vậy đã vượt xa những gì người bình thường có thể tưởng tượng được. Khoa học vào cuộc. Không chỉ Satendranath hay Tenzin Bamo mới có khả năng ngồi thiền trong cái lạnh âm độ chết người, mà điều này khá bình thường với các nhà tu hành thực tu khác. Vậy bí ẩn nào đằng sau khả năng phi thường này? Những năm 1980, ông Herbert Benson, phó giáo sư y khoa tại Đại học Harvard và nhóm của mình đã nghiên cứu các nhà sư sống ở dãy núi Himalaya, những người có thể tăng nhiệt độ ở ngón tay và ngón chân lên tới 17 độ bằng thiền Tummo. Benson là người đã nghiên cứu Tummo trong hơn 20 năm. Ông tin chắc rằng việc nghiên cứu các hình thức thiền nâng cao có thể phát hiện ra những khả năng giúp con người điều trị tốt hơn các bệnh liên quan đến căng thẳng, và ông đã bắt đầu thí nghiệm trên các nhà sư Tây Tạng. Cuộc thí nghiệm diễn ra trong một tu viện ở miền Bắc Ấn Độ. Các tu sĩ mặc đồ mỏng ngồi trong căn phòng chỉ có 4 độ. Sử dụng kỹ thuật yoga Tummo, họ bước vào trạng thái thiền định sâu. Các nhà sư khác ngâm tấm vải vào nước lạnh, rồi đặt lên vai những thầy tu đang thiền định này. Với những người bình thường mà đắp lên người những tấm vải lạnh lẽo trong thời tiết như vậy, sẽ gây ra sự run rẩy không kiểm soát được. Nếu nhiệt độ cơ thể tiếp tục giảm, có thể dẫn đến tử vong. Nhưng chẳng bao lâu sau, hơi nước bắt đầu bốc lên từ những tấm vải. Do nhiệt độ cơ thể các nhà sư tăng lên trong quá trình thiền định, 1 giờ sau các tấm vải đều đã khô. Ông Benson cho biết, những người Phật tử cảm thấy thế giới thực tại mà chúng ta đang sống không phải là thực tại tối hậu, có một thế giới khác mà chúng ta có thể đến được bằng tâm trí, mà ở đó không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bởi thế giới thực tại này của chúng ta. Những người theo đạo Phật tin rằng trạng thái tâm trí này có thể đạt được bằng cách làm điều tốt cho người khác và bằng thiền định. Nhiệt lượng mà họ tạo ra trong quá trình thiền định này chỉ là sản phẩm phụ mà thôi. Nhóm nghiên cứu cũng thực hiện các phép đo đối với những người thực hành các hình thức thiền nâng cao khác ở Sikkim, Ấn Độ. Họ rất ngạc nhiên khi phát hiện những nhà sư này có thể làm giảm quá trình trao đổi chất tới 64%. Điều này khiến một nhà khoa học như Benson phải thốt lên rằng đó là một kết quả đáng kinh ngạc và ngoạn mục. Ngoài ra, vào năm 1985, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một video quay cảnh các nhà sư trải qua một đêm mùa đông ngoài trời trên một mỏm đá cao hơn 4.000m ở dãy Himalaya. Lúc đó nhiệt độ xuống tới âm 17 độ, các nhà sư đã nhanh chóng nhập định trên mỏm đá. Video cho thấy họ không hề run rẩy, giữ nguyên một tư thế cho đến bình minh hôm sau mới mở mắt xuất định và đi bộ trở lại tu viện của mình. Đi tìm lời giải. Mặc dù có thể đo được những sự thay đổi kỳ diệu trong cơ thể khi thiền định, thế nhưng các nhà khoa học vẫn chưa biết được làm thế nào các nhà sư có thể tạo ra sự thay đổi như vậy. Ở Trung Quốc, một số nhà tu hành thậm chí có khả năng nâng nhiệt độ bàn tay lên đến mức hùng cháy được đồ vật. Ví như thế này. Hoặc như thế này. Trong con mắt của người không thuộc giới tu luyện thì các loại siêu năng lực ấy thật ghê gớm hoặc rất khó tin, nhưng chúng hoàn toàn có thể được giải thích bằng khoa học. Một người tu luyện cho biết, người tu luyện khí công lâu năm
có thể phát ra các xung năng lượng mạnh mẽ. Các xung năng lượng này có thể kích thích các hạt phân tử, nguyên tử trong tờ giấy dao động rất mạnh và sự ma sát giữa các hạt sẽ dần sinh ra nhiệt lượng lớn, đủ để điểm bốc cháy. Ông nói khí công thực chất là tu luyện, vốn có nguồn gốc cực kỳ xa xưa. Khí công vẫn luôn song hành cùng nền văn minh nhân loại, nhưng phải nhờ đến cao trào khí công tại Trung Quốc vào những năm 1970, nó mới bắt đầu được biết đến rộng rãi. Nhiều người nhờ tập khí công đã đạt được thân thể khỏe mạnh và còn xuất ra được nhiều công năng đặc dị khác nhau, và việc vận khí đốt cháy tờ giấy chỉ là một trong số đó. Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc là cơ quan quản lý các môn phái khí công trên toàn Trung Quốc lúc ấy. Họ dùng khoa học phương Tây để nghiên cứu khí công và đi đến kết luận rằng khí công là khoa học phi tượng, nghĩa là biết có hiện tượng xảy ra nhưng không thể lý giải bằng phương pháp khoa học thông thường, cũng giống như nhóm nghiên cứu của Benson. Trong số hàng nghìn môn khí công tại Trung Quốc thời ấy, nổi bật là Pháp Luân Công. Năm 1992, Hội Sức Khỏe Đông Phương lần đầu tổ chức tại Bắc Kinh đã quy tụ hầu hết các trường phái khí công, yoga Đông Phương. Và ở đây, môn Pháp Luân Công lần đầu được truyền ra công chúng đã lập tức thu hút sự chú ý. Sau đó, môn tu luyện này liên tiếp được phong tặng các giải thưởng như Minh Tinh Công Phái, Thúc Đẩy Tiến Bộ Khoa Học. Chỉ vài năm sau, Pháp Luân Công đã trở nên nổi tiếng với hơn 100 triệu người dân theo tập luyện. Điều gì đã khiến môn tu luyện này được phong tặng nhiều giải thưởng và đông đảo người theo học như vậy? Trong cuộc khảo sát của Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc, vào tháng 9 năm 1998, đối với hơn 12.500 học viên Pháp Luân Công, kết quả cho thấy 97,9% người tham gia đã cải thiện sức khỏe nhờ tu luyện. Một cuộc khảo sát ở Nga năm 2001 do chuyên gia Pháp Y Goroshkin và bác sĩ Shamin Tani tiến hành cũng kết luận tỷ lệ chữa khỏi bệnh của Pháp Luân Công là 75%. Kiểm tra y tế cho thấy môn tu luyện này có lợi ích lớn cả về tinh thần lẫn thể chất. Đến năm 2005, một nhóm nghiên cứu tại Đại học E. Baylor, Mỹ đã công bố một bài phân tích sự tương tác giữa tâm và thân, cho thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp có khả năng miễn dịch vượt trội, khả năng trao đổi chất của tế bào tốt hơn so với nhóm người còn lại. Có thể thấy việc tu luyện có thể khiến con người khai thác những tiềm năng bí ẩn trong cơ thể và tâm trí. Không chỉ là khả năng điều chỉnh nhiệt độ, mà còn rất nhiều những điều kỳ diệu phi thường khác đang chờ đợi con người khám phá. Nó cũng là lời nhắc nhở về mối quan hệ giữa chúng ta với thiên nhiên, vũ trụ và thần linh.